Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, thành phố đã đề ra nhiều biện pháp chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn. Đi kèm với đó là các văn bản, chỉ thị, nghị quyết được ban hành để các cấp, các ngành, đơn vị liên quan căn cứ thực hiện. Để giúp người dân nắm bắt các văn bản này, mô hình tiếng loa lưu động tại cơ sở là một trong những kênh tuyên truyền hữu hiệu để chuyển tải những quy định phòng chống dịch đến gần hơn với bà con nhân dân, tránh để xảy ra tình trạng người dân mơ hồ, không hiểu rõ quy định. Đây là một buổi tuyên truyền bằng loa di động được tổ COVID-19 cộng đồng khu dân cư Quang Cư 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thực hiện đều đặn mỗi ngày. Ông Lê Quang Điệp, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư cùng các thành viên đi từng ngõ, vào từng kiệt để cập nhật các nội dung quy định mới của thành phố về công tác phòng chống dịch. Các quy định được tóm gọn thành các ý chính, cách diễn đạt mạch lạc, cùng giọng nói rõ ràng. Mỗi văn bản được loa lưu động phát đi, phát lại để người dân nắm rõ. Tổ COVID cộng đồng khu dân cư Quang Cư 1 đã thường xuyên là hoạt động đều đặn từ lúc là 7:30 sáng đến 9 giờ hàng ngày, và buổi chiều thì tầm 16 giờ đến 17 giờ tại các ngõ hẻm, kiệt hẻm, khu vực chợ, khu vực dân sinh, như thường xuyên là có biểu hiện đông người, là tuyên cho bà con thực hiện tốt các biện pháp như là thông điệp của chính phủ cũng như thành phố quy định. Cũng phát huy ưu thế của mô hình tiếng loa di động, nhưng tại khu dân cư 37, phường Hoa Cương Bắc, quận Hải Châu lại có cách làm khác. Được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân phường, ban công tác mặt trận đã sử dụng xe bán tải nhỏ để chở loa tuyên truyền đi dọc các tuyến đường chính tại những nơi có mật độ dân cư đông, đặc biệt là tại các ngã ba, ngã tư. Nếu mà công văn á, thì mình gửi thì có người đọc, người không. Cái loa tuyên truyền á, là cái tiếng nói thì nó lại thực tế hơn, nó sát với lại cái người dân sẽ hiểu hơn những cái vấn đề nằm gói gọn hết trong cái công văn mà người ta đã đọc lên cái bản tuyên truyền. Khoảng cả từ 17 giờ tới 18 giờ là thường là ta cứ đây là lưu động, không? Những cái vùng mà ta đặc điểm mà xa đây thì ta dùng cái xe này để cho người dân, thì kết quả là người ta cũng có nghĩa là người ta nghe để người ta, ví dụ lúc mà người ta có người là ví dụ như trong gia đình có nhiều người, có người thì người ta cứ nghe thì người ta sẽ hiểu dần, biết là cái trách nhiệm của mình là phải thực hiện. Không chỉ có mặt tại các quận trung tâm thành phố, mô hình tiếng loa tuyên truyền lưu động cũng đã được nhân rộng tại các xã của huyện Hòa Vang. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, các địa phương kiên trì duy trì mô hình tiếng loa di động đã giúp người dân không chỉ nắm bắt được tinh thần chỉ đạo của thành phố, mà còn có ý thức hơn về vai trò trách nhiệm của bản thân, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, chung tay cùng Đà Nẵng sớm đẩy lùi dịch COVID-19.